Các bạn, đây là phiên bản 32GB các bạn nhé, toàn bộ là bản lắp sim hết, hàng Zino đấy. Thì bây giờ mình lấy về là mình cứ phải check lại bao u đấy, con nào lỗi cái là mình bỏ luôn, và con nào ok thì mình sẽ để lại để mình bán cho các bạn đấy. Xong rồi ta sẽ check bao u. Đây, bao u này nó là cái phần mềm để kiểm tra, phần mềm ứng dụng mà một nhà phát minh ở người ta phát minh ra để mà để kiểm tra cái chất lượng ở bên trong này. Đấy, chúng ta cắm vào máy nó sẽ báo kết nối các bạn nhé. Ở đây thì nó nhiều tính năng, ví dụ như là chúng ta có thể kích hoạt luôn đấy. Ở đây thì có gói thông số này, sản xuất 2016, chip A8X nhé các bạn nhé. Đấy, pin 88% mà. Xem cái báo cáo xác minh này nó hiện luôn rõ này. Đấy, như cái dòng full xanh này là ok hết này các bạn nhé. Là toàn bộ nó là zin đấy. Đạt 98 điểm. Đấy, đạt 98 điểm, đang chạy iOS 14. Đấy. Ở đây thì mình kích hoạt luôn bằng bằng máy tính luôn, không cần kích hoạt bằng tay. Máy này đã được restore toàn bộ, bên mình restore máy 100% là không có iCloud các bạn nhé. Sạch thì sạch luôn. Đấy. Pin 88 89 ở trong máy tính, 388 thì ở ngoài là 389 nha các bạn. Đấy, như vậy là kích hoạt, mình kích hoạt máy tính rất nhanh. Đấy, đẹp luôn, bụi 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 chưa lòng. Bây giờ chúng ta sẽ xem kiểm tra màn hình nó là có phản quang không. Đấy, các bạn nhìn màn hình đẹp luôn, quá đẹp luôn. Cái này là mẫu rẻ nhất mà cấu hình khá nhất trong cái phân khúc trên màn hình 7,9 inch. Hiện tại thì bây giờ cái mẫu ở trên thị trường mình là cái mẫu cái sản phẩm như là Mini 5 chẳng hạn. Mini 5 hiện tại bây giờ rất khan hàng và giá rất cao. Bản 4G mà 32GB của nó chỉ có bản 4G 64GB. Bản 4G 64GB thì bây giờ giá bình quân nó loanh quanh khoảng độ hơn 7 triệu. Đấy, loanh quanh khoảng độ hơn 7 triệu. 6 triệu đến 7 triệu tùy chất lượng hàng. Như là cái bản 4G 32GB này hơn 7 triệu, hơn có 4 triệu thôi, cho nên là nó rất phù hợp với mọi người nhé. Tại vì cái nhu cầu dùng mini này nó không cao lắm. Nếu mà ai mà có nhu cầu dùng cao thì họ lên hẳn mini 6. Đấy. Sắp tới là có mini 7 rồi. Ok. Máy nào cũng thế ạ. Là mình kiểm tra hết. Đấy. Xem. Máy nó đã thay linh kiện chưa? Ừ. Có zin không? Đấy. Anh em bên mình là cứ phải cẩn. Nhập máy cứ phải cẩn. Nhập tận gốc mà máy nó phải cực kỳ chất lượng. À. Màn này quá đẹp luôn. À, không một bụi phản quang luôn. Hình thức đẹp. Vân tay, cái vân tay các bạn xem, vân tay mượt. Thế là cái tầm nó hơn 4 triệu này thì chúng ta chưa thể lên được cái loại mà Face ID nhá. Face ID hiện tại bây giờ chỉ trang bị trên Mini 6 các bạn nhé. Chỉ trang bị duy nhất trên Mini 6 thôi. Như ở đây cái phần mềm bao u chúng ta nhìn xa kia nó có phần mềm jailbreak này. Chúng ta có thể jailbreak được cái iPad này nha các bạn nhé. iPad này hiện tại bây giờ toàn bộ cái lô này nó là lô iOS 14 thì có thể là jailbreak được. Nhưng cái này vấn đề jailbreak này lâu lắm rồi, ngày trước thì mình hay tò mò làm cái jailbreak để cài đặt iPhone các kiểu, nhưng mà lâu rồi là không sờ đến. Đấy, cứ mình bây giờ chỉ có kiểm tra máy xem nó có chất lượng full xanh không này, đấy, pin cao không này.
Mini 4 này là bây giờ là nó khá là ngon, sử dụng rất tốt cho các cửa hàng, nói chung các bạn dùng, nói chung là nó dùng mọi ứng dụng đều ok hết các bạn. Bản của nó là bản 32 GB. Bản 32 GB lại còn bản lắp SIM. Quá là phổ lý luôn. Mà giá thì ngang wifi các bạn nhé. Các bạn mua hàng ấy thì áp số điện thoại 0567058 các bạn nhé. 568 đấy là các bạn có thể là mua của mình rồi, mua lẻ hay mua sỉ cũng đều áp số điện thoại đấy. Đấy, con này là thay pin này các bạn này. Đấy, theo thấy pin ở đây báo máy máy nó sẽ báo đỏ đây, battery my chain là thì là pin này 100% này và sạc một lần các bạn nhé, pin mới, cây này pin mới, cây này là pin mới 100%, thay rồi pin thay rồi, con này mình sẽ bỏ dây hưng này. Bạn nào thích hàng thay pin thì mình lấy, không mình giặt, mình thích pin zin hơn. Đấy. Đây con này pin 80 này. À, pin những pin 8x 9x thì đều full xanh hết, còn pin 100 thì là thay pin rồi. Đây lại có một chú pin 100 này. Đấy, ghi sẵn pin 100 này. Để xem con này là thay pin chưa. Nó vẫn còn thoát tắt hẳn cái dữ liệu cũ ra. Đấy, ông tướng này pin 100 này, đang lại thay pin rồi. Đấy, chúng ta thấy đây hiện đây là dòng đỏ này. Đấy. Đây là dòng đỏ này là thay pin rồi. Ok. Máy nó phải zin các bạn, ưu tiên mua mua iPad chúng ta phải soi kỹ kính các bạn. Kính của nó phải zin, kính hàng kính zin nó khác hẳn kính lô nhiều, cho nên là cái kính của iPad này nó rất đắt tiền. Đó. Ở đây khi kích hoạt thì chúng ta cắm máy tính này nó sẽ ăn theo cái mạng internet của cái máy tính này, nên là nó không cần phải, chúng ta không cần phải nối internet lên cái con iPad mini 4 này. Toàn iOS thấp thôi các bạn. Cả lô là iOS 14 hết, rất hợp lý luôn.
xem con này bao nhiêu. Pin 81 là chắc là pin zin rồi. Đấy, mọi thứ nó zin hết, full xanh, full xanh luôn. Đấy, lô này ngon, lô này quá ngon luôn, toàn vì là nó chỉ có thay pin thôi. Con này pin 100 sạc 44 lần. Đấy, con này là ngon này, pin zin luôn 100. Con này pin zin 100 luôn, sạc 44 lần. Đấy, anh em là cầu kỳ lấy con pin 100 này nhé. Đấy, SE thì bên mình đang có bán với giá là khởi động là 1.280.000 các bạn nhé. 1.280.000. SE 32GB zin âu luôn. Pin cao. Chúng ta nhìn zin đâu luôn, pin 88%. Cái dòng này thì là nó camera chỉ có 50 megapixel các bạn nhé. Đấy, có camera trước nữa, nhật bản 32GB mini 4 nhỏ gọn cầm lòng bàn tay. Đấy, các bạn nhìn này, mình một bàn tay mình cầm được luôn. Đấy, mình tay nhỏ, nhưng còn ông nào tay to thì ông ấy không nói. Ok, bye bye anh em, áp số điện thoại 0567 0518 nhá. SE rất nhiều, giá chỉ 1.280.000 anh em nhé. Bye bye.